hôm nay sẽ có 10 vòng, full 10 vòng power shot mới tích tình tình tới từ ông bầu Minh Nhật. Cảm ơn ông bầu Minh Nhật rất nhiều. Và được rồi, đi thôi nha mày. Ok ạ. Ramos à? Ramos DC nghe được đấy nhở. Để cho chi HG 405. Ây xe, ô Raikak, từ từ, làm con Raikak đấy nhở. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ê, ê, Morata, Morata. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Hello hello tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em. Đây đây anh em ơi. Anh em ơi, anh em vào cho xin một like nha. Và anh em ơi, tối ngày hôm nay chúng ta hôm nay sẽ có 10 vòng, full 10 vòng power shot mới tích tình tình tới từ ông bầu Minh Nhật. Cảm ơn ông bầu Minh Nhật rất nhiều. Và được rồi, đi thôi anh em ơi. 10 vòng rồi nhá. Ông bầu Minh Nhật cực kỳ chu đáo luôn. Đã nhận hộ gọi là đã nhận hộ quà rồi, chỉ việc vào mở thôi, ok chưa? Rồi bê trắng anh em, 10 vòng sự kiện không hiểu bê trắng là bao nhiêu nhở? Không hiểu bê trắng là bao nhiêu nhở? Đừng nhận tiền mất công dấu à? Không, nó phải đúng đủ quy trình anh em ơi. 33.000 à, bây giờ sẽ nhận full 10 vòng nha, full 10 vòng nè. Anh em vào cho tôi xin một like nha. Wow 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 wow. PV trắng nhảy kìa, lên 100.000 không ta? Vãi chiều, nó còn là 115 luôn cho cẩn thận. Uầy, thế là một vòng nó bao nhiêu PV trắng ta? 83.000 tỷ á? Sao một vòng được ít thế á? 100.000 mà đúng không? Ờ, lúc đầu có 37.000 mà. Đúng 100.000 luôn, uầy. Thế một vòng đúng 10.000 luôn. Không phải tính gì luôn nhở. Một vòng đúng 10.000 tỷ PV trắng luôn. Giấu vào đâu ạ? Nicholas Jackson. Nicholas Jackson giấu vào đây lúc nào cũng bùng nổ, hứa luôn. Thế thì dễ thôi, 10 vòng 100.000 tỷ thì 10.000 tỷ BB trắng à? Thế thì target nhá, 250. Cả BB trắng thì là 150.000 tiền cầu thủ. Đi, here we go. 150.000 tiền cầu thủ luôn. Ok chưa ạ? Ok. Lê Ma Dây A à, đã chỉ cuối thầy à, thế là được rồi đấy. Ui, scan được rồi đấy anh em ơi. Nó bị nghẽn một tí thôi. Này là Minh Nhật khác đúng không thầy? Đâu có phải Minh Nhật đâu, Minh Nhật nha. Ông bầu của tôi hôm nay tên là Minh Nhật nha, không phải Minh Nhật nha. Chúc thầy và anh em trường làng buổi tối bùng nổ. Ôi cảm ơn lương 5 triệu nha, cảm ơn em nhiều. Chắc là xin. Ôi lửa này. Ý. Ê, chia xa 8. Món quà đầu tiên tặng bầu Minh Nhật 8. Sao 5 lít thôi mà ít vậy. Ủa, gì kỳ ta. Ui, xét ly mà cộng 8 là bú rồi. Rodrigo con thành công. Con chia xa này là chân 4-5 mà. Cũng dễ hiểu thôi. Cố gắng 10 vòng là 150.000 tiền cầu thủ cho anh em. Cố gắng đấy. Anh yêu chết cái banh nhé. Ui Lema. Ui cộng 2 lít từ Lema. Ui cảm ơn Lema nha. Ui lét thế nhở. Ui ui 120 luôn. Ngô Thành An đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ui cảm ơn An nha. Tối tối tặng thầy ly trà lại mãng cầu he he. Ui ôi ngon thế nhỏ Thành An ơi. Cảm ơn Thành An nha. Chiều thì tặng trà vải, tối thì tặng mãng cầu. Ui cảm ơn An nhiều, chu đáo quá. Ui có lẽ mà ôn nhở. Ôn đi mới ra siêu phẩm ấy. Mấy cái gói này 6 đến 8 này cứ ôn đi nhở. Cố gắng là ít nhất để kiếm 150.000 tỷ tiền cầu thủ cho bầu Minh Nhật. Hình như Luis Diaz đấy. Tôi cũng xin gửi thầy cốc trà. Trà đá. Xin Tetra. Ui cảm ơn nhà báo Hoàng Giang nhiều. Cảm ơn nhà báo Hoàng Giang nhiều. Ai, trời đất ơi. Xin Tetra mới đâu chứ. Tuấn Linh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tuấn Linh nhá. Chào thầy Hai Hủy, em dạ. Xin được Hà Lan học trường mình ạ. Hà Lan ST là xong rồi nhờ. À CF chứ nhờ. Ui cảm ơn Tuấn Linh, mời em vào lớp nha. Mời em vào lớp, cảm ơn em nhiều. Anh em mới like đi nhá. Thì có event ấy, event căng luôn á. Làm thì UT5 nhờ. Làm tí UT cộng 5 nghe được ấy nhỉ. Cái gì mà Lukaku ra vàng cái gì. E mới chơi bộ môn Epco này. Thầy cho e hỏi ai là GOATM thẻ của bộ môn Epco này về thầy. 100.000 đồng. Ui cảm ơn An nhá. Hay thôi làm ly Starbucks cho mát bụng thầy ạ. Ui cả hai được mà, cả hai được mà. Cảm ơn An nhiều nhá. Ôi đây đây, bây giờ trả lời cho câu hỏi của bạn Name thì là gót của bộ môn F mở thẻ FC Online thì thực sự là không có thật. Chưa biết là ai cả, nhưng mà nếu mà để mà thi mở thẻ với bất cứ ai ở FC Online thì tôi cũng không vướng. Ăn cái chiều quá hư mất đấy. Bé củ lỏ đã chi phối không biết là thầy có nhận kèo 124 CF không thầy. Livestream vui vẻ ạ.
Ôi cảm ơn lương 5 triệu nha, nhận ma nhận 1, 2, 4, 50k. Ôi của kèo căng quá nhở, thôi cũng nhận đấy lương 5 triệu ơi, cũng nhận nha. Còn gì tuyệt vời hơn. ST R-Dup R-Dup mùa return là ai ta? Bruh. Ui cộng 8 là 123. Con mà. Ui tiếc chưa. Ui yeah, what part kìa, lẽ ra có món quà đầu tiên tặng bầu Minh Nhật rồi. Tiếc chưa. DC5 đây á. Chơi nhở, làm phát đấy. Con mèo ngu ngốc đáng yêu méo mèo 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 đã chi phối thảy lân với 10.000 đồng. Cảm ơn con mèo nhá. Min 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 min. Ok á. Ramos à? Ramos DC nghe được đấy nhở. Xong rồi. Uầy, 7 lít. Ghê vậy ta. Ui cài liền vui luôn. Ui rồi. Ui mở cái này ghê vậy. Sao quán này chỉ số ghê vậy. Ui vết trời, tôi tưởng quán này ít tiền cơ. Chi phối thảy lân với 10.000 đồng. Quán này nhiều tiền thế. Quán trộm gói HG giấu nặng chữ vật là một món quà thầy à. Cảm ơn Tuấn Linh nha. Uầy, sao quán này dã man vậy. Min là 117 à. Thế à. Ôi thì mình mở quán đấy. Mình mở quán đấy ẩu quá nhở. Lẽ ra mình phải mở từ từ chứ. Mình mở quán đấy hơi vội vàng ấy. HG cắn trộm đúng không? Cho liền. Cho liền. Ý CB à? Lê Ma Dây A. Ước gì mở được Caravaro với 10.000 đồng. Hai chung thì cứ đi trước nhé em theo sau. À, giờ đi trước ông này bú hết đấy. Cái gì nữa đâu, đi trước đấy, phất cờ đấy. Dạo này em chán đời quá ca muốn làm gì cả. Sao vậy? Sao vậy? Kể tí coi. Sao tự nhiên lại suy sụp vậy? Ở lửa này. GK. Ôi Loi ơi, Loi ơi, mùa TT cộng 9. Giật số. Bố. Hữu Đức đã chi phối thảy lân với 10.000 đồng. Ngọt. Ok, cảm ơn Hữu Đức nha. Cảm ơn Hữu Đức nha. Ok đấy chứ. Loi ơi này, ok đấy chứ. Gãy người luôn, bù gãy người luôn. Cảm ơn Tuấn Thành nha. Cho em gói 103 dấu hỏi chữ phẩm đi ra siêu phẩm à. 103. Xong rồi, dấu hỏi chữ phẩm đúng không? Cảm ơn Tuấn Thành nhá. Dấu hỏi chữ phẩm cho liền. Tưởng KPI 10 vòng 5 lít á. 10 vòng 5 lít khó. Siêu phẩm chưa? Bù nào nhé. CM Phú Lê. Phú Lê, liệu có là một siêu phẩm? Siêu phẩm min. Sửa nhá, cho Tuấn Thành sửa phát nữa. Dấu hỏi chữ phẩm, sửa phát nữa. Uầy, siêu phẩm thật. Siêu thật đấy. Ê, à, được anh chứ. Alaba. Alaba. Hala Madrid. Vãi trưởng cũng là min mà. Em nhắc thầy đi đội mũ vào nhé. Nãy gặp thầy ở Thái Hà chỉ muốn cho một chùi đầu lọc. Ở đâu Thái Hà? Có đi đường Thái Hà đâu mà gặp liên thao liên thuyền. Dân chơi Tây Hồ. Bỏ kiểu liên thuyền đi nhá. Đã chi phối Thái Hà nào? Với 10.000 đồng. Giờ mình donate 10.000 ông thầy còn ca thèm đọc mà mặt lửa. Brazil. RM. Uầy. Rodrigo. Bruh. Hả? Ê, con này hình như là à của bố Minh Nhật chưa có. À của bố Minh Nhật chưa có hay tao ấy. Mới gặp ở Láng Hạ nào nhở? Anh em gặp tôi ở đâu cũng gặp vậy. Trời ơi, La Cassette. Bé củ lò đã chi phối thầy lân. À đây, củ lò đây rồi. Nghe thầy nói nhiều có lẽ thầy khát nước. Hả? Em mời thầy Ma Dây A đã chi phối thầy lân với 1.24 một lít. Vơ lờ bầu Minh Nhật có hẳn hai con Ney Ma kìa. Hay là hỏi đấy. Ê, bố ST. Bố ST là anh Liêm đấy. Ôi phải trưởng. Antonio Silva cũng ghê chứ. Ui trời ơi, chẳng có gì hết. Đầu trứng này. Ui nãy em gặp thầy trong team em. Ôi dồi ôi, cảm ơn An nhiều nhá. Trời ơi An ơi, bây giờ lấy con dao nhá. Xẻ cái team này ra có chữ khắc tên chữ Ngô Thành An luôn. Ê bố cho cưng luôn. Trời ơi, đang nói chuyện với em An yêu thì mở ra cho cưng. Cảm ơn An nhiều. Sao yêu anh em biết vậy? Long Phạm check tài khoản ạ. Ui cộng 8.000 à. Cảm ơn Long nhá. Thề cho em xin HG 105. Ây xe ô rai cát. Từ làm con rai cát anh nhở. Rai cát mà trắng, tóc trắng thế. Ngô Thành An đã chi phối thầy lân với 200.000 đồng. Ôi tôi chết rồi, Long vừa xin cái kèo gì nhở. Bà mẹ rồi. Long ơi, tôi chết rồi, Long ơi nhắc thầy trên comment cái. Xét gì đá đông. Từ con này đang hơi đen. Để mở cái khác á. Check banh em gửi event á.
Con mẹ củ lỏ nhá, 2000 nhá. Bruh. Event gì 2000 là củ lỏ. HG 105 dấu hỏi chữ mở. À, HG phải tí nữa Long ạ. Cảm ơn củ lỏ nhá. Cái gì? Làm event nhé thầy. Không thì sủa ba cái rồi nuốt luôn cũng được á. Cái gì? Điên à? Sao bắt sủa? Trời ơi. Cảm ơn củ lỏ nhiều nhá. Yes sir. Thế thì cảm ơn củ lỏ rất nhiều. Gì chứ 3 tiếng thì ấy gì mà. Easy mà. Trời ơi. Củ lỏ cho keo mà. Ui tôi mở ôn phát rồi. Ui chết rồi. Không biết bầu Minh Nhật có đang xem không. Hay là bầu Minh Nhật ngất rồi ta. Bầu Minh Nhật ngất cho ta. Dân chơi Tây Hồ ngồi bên bờ hồ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Xin phép anh em trường làng, từ hôm nay tôi không đi học nữa nhé. Giấu tên, giấu tên. Hai ca lai làm cái event tên đã không còn gọi là 500.000 đồng. Ui, hai ca lai làm cái event 300k nhé. Cô thì không thì. Ui ai vậy ta? Ui, ai vậy ta? Ui, em cảm ơn ai vậy ta? Xác Minh Nhật đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Đây là xác Minh Nhật. Chứ không phải bầu Minh Nhật. Ông mở mình hết cho tôi. Không được, xác Minh Nhật ơi, đừng như thế, đừng như thế. Tội nghiệp bầu Minh Nhật của tôi. Lê Ma Dây A đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ô lâu lắm mới gặp. Em chào xác Minh Nhật nhớ. Xác Minh Nhật lâu lắm rồi nhỏ. Xác Minh Nhật là bận chăm bé Minh Khôi. Xác Minh Nhật bận chăm bé Minh Khôi. Uầy, xác Minh Nhật. Ông nhớ tôi không? Uầy. Ui cảm ơn xác nhiều. Trời ơi cảm ơn xác nhiều nha. Nhớ mà. Trời ơi bé. Nhớ cả bé Minh Khôi nhà mình mà xác ơi. Xác Minh Nhật 470. Ui may Minh quá ông vẫn nhớ tôi. Chi phối thầy Lân với 470.000 đồng. Ui cảm ơn sắc nhiều. May quá ông vẫn nhớ tôi. Ui sắc ơi, trời ơi, quên làm sao được à sắc ơi. Nhưng mà sắc vẫn chưa trả lời tôi. Tôi hỏi là bé Minh Khôi dạo này sao rồi? Trộm vía lớn đến đâu rồi? Chả thấy sắc Minh Nhật nói gì. Ui cảm ơn sắc nhiều. Trời ơi. Má. Sắc đỉnh thật. Tặng sắc một cái siêu phẩm này. Hàn Quốc hả? Hàn Quốc là đúng. Ê, son. Lê Ma Dây son, A đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Son 1.200 rồi anh à. Ghê vậy. Cảm ơn Lê Ma Dây A nha. Ui, son ông Minh 1.200 luôn á. Ghê vậy. Mắc của Min à. Cậu chủ đưng. Gói CC8 mở ra trên 50k tỷ. Lâm xị nhận không anh. Ui, nhận luôn cậu chủ đưng ơi. Cảm ơn cậu chủ đưng nhận. Ê, Morata. Alvaro. Đây rồi. Xin là cho rồi. Bắt đầu đến đoạn xin là cho rồi nhá mày. Một này. Xác Minh Nhật đã chi phối thầy Lân với 150.000 đồng. Ui, cảm ơn xác Minh Nhật tôi nhiều nha. Tù ra anh em vẫn khéo chứ. Vẫn khéo, xác Minh Nhật ơi, nhớ xác quá. Ồ, anh em thấy không, chuẩn chỉ mà. Xác Minh Nhật thấy ok không ạ, không bao giờ mất cờ lê luôn, không bao giờ lấy cờ lê của ai cả. Xếp, ST, Van Persie. Dấu tên đã rescan 222.222 đồng. Ui, hai. Ui, em cảm ơn anh dấu tên ạ. Ồ, hình như anh Tứ hay sao ấy. Hình như anh Tứ hay sao nhỉ. Cái kiểu đếm này hình như anh Tứ hay sao ấy. Anh em mình, nếu mà đúng là anh Tứ thì anh em mình có nhiều điều phải nói với nhau quá. Thật sự luôn anh Tứ ơi. ST CM, xin con Rabiot. Tôi đi xô mới đau chứ. Tôi đếm trong đêm tối à. Ôi không làm luôn cái event đi, làm cái event anh em ơi. Làm gói nào nhở, làm cái event đi trong lúc không để anh em chờ đợi lâu nữa. Làm cái từ gói lốt luôn. Anh Cam, từ tôi làm quả Mason Mount tặng mình, sắp mình nhận cái. Ui từ cũng được. Ok, Super Frankie. Vừa là tặng sắc Minh Nhật, vừa là tặng ông bầu Minh Nhật. Đó, tặng cả hai luôn ạ. Một món quà, Super Frankie. Bú. Event 5 lít đầu già, mấy huynh event vẫn 2 lít thôi. Nhưng mà làm nhiều event. Làm gói nào nhở. Từ anh em hãy chọn tôi cái gói tôi làm cái. Đây không? Lòng của ITM không ta? ITM cho anh em dễ đoán nhá. Phơ một cái ITM nhá. Đẹp trai hơn Lee Harry đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ghê vậy. 1. Ui cảm ơn Quân nhá, cảm ơn Quân nhiều nhá. Ui. Đẹp trai hơn Lee Harry đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Trời ơi, cảm ơn Quân nhiều, cảm ơn Quân nhiều. Cái này là làm event cho anh em hay là như nào đây? Đẹp trai hơn Lee Harry đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ghê vậy. 3. Ôi cảm ơn ông Quân nha. Phải chừng Quân tập đếm à? Ai? Anh em không biết nhá, bạn đẹp trai Liari nhá. Có thể đếm từ 1 đến 50 trong 5 phút. Ngưỡng mộ chưa? Hâm mộ chưa?
Và bây giờ là màn trình diễn của Quân, đẹp trai Larry. Đẹp trai hơn Larry đã chi phối Thầy Lân với 100.000 đồng. Ôi cảm ơn Quân. Ôi đẹp thật à? Ôi cảm ơn Quân nha. Đẹp trai hơn Larry đã chi phối Thầy Lân với 100.000 đồng. Ui. Năm. Ôi cảm ơn Quân nhiều. Vãi giờ sao giờ? Chị Google đọc mượt thế nhở? Đẹp trai hơn Larry đã chi phối Thầy Lân với 100.000 đồng. Ui. Sáu. Cảm ơn Quân nhiều. Ui. Ui cảm ơn Quân nhiều nha. Ui bảy luôn à? Ui. Thôi cảm ơn Quân nhiều, đùa mà làm thật vậy. Hết giờ anh em ơi, tắt tính năng bình luận nhá. Rồi anh em ơi, người may mắn đầu tiên sẽ nhận về cho mình một gói nhá, à một chiếc thẻ Gaina 2 lít tới từ Shopping Nhật đầu tiên nhá. Và đây là test thôi mà gì căng, ui test này thế. Cảm ơn Quân nhiều nhá. Dấu tên ê, weekend 10.000 đồng. Em Hiền đi biển, off sớm thôi thầy ơi. Cảm ơn dấu tên nhá. Ui, CF là lại postcard rồi. Trời ơi, tại sao lại là R-Dub nhỉ? Tôi khốp anh em ơi. CF là lịch sử lại lặp lại rồi. Đủ cơ PR off tôi mai mở tiếp. Có đâu. Xóa con nào chưa em chưa anh quý ơi. Em chưa mở gói CC. Tí. Ai. Donnarumma đi, đừng con xúc lu. Dấu tên đã rescan 55.555 đồng. Ôi em cảm ơn anh Tiến của mời em. Em cốc nước. Em cảm ơn anh Tiến ạ, à. Trời ơi, xin là cho anh em ơi. Mày xin, ăn xin online mà. Xin là cho. Ăn xin online gì, nãy có bạn bảo ăn xin online chuẩn quá rồi còn gì. Lây Ma Dây A đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Lây Ma nhá. Chính ra thiêng nhỉ. Ừ. Stream em vừa nhắc xong cái này xác xuất hiện luôn mà mặt cười. Hảo vãi trưởng nhờ. Hỏi thôi mà. CF. Trời ơi, tưởng Hà Lan CF thì thôi thật. 10 vòng này êm được 250.000 tỷ không? Cố gắng thật. Cố gắng. Bé Củ Lỏ đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Củ Lỏ nha. Ô thầy có bảo nhận đâu nhỉ, thầy tự sủa mà ta mặt cười. Ai bắt đầu dấu hiệu của sự lơ lẹo đấy nhá, Củ Lỏ nhá. Ê, cậu bé. Trời ơi, xin cậu bé mà ra thằng đua xe ta. Ôi tôi thề luôn, quả gala cười này ngáng vãi trưởng. Mùa này thì ngáng cậu bé. Không cho cậu bé ra, mùa LOL thì ngáng Linh Gắt Đi Nhô của tôi. Ê, chích banh cái nhắc bé thỏ mới nhớ á. Gì nữa? Cộng 100.000 quà trung thu muộn cho bé thỏ. Ôi, cảm ơn Lê Mai nha. Chỉ phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Gì vậy? Cảm ơn Lê Mai nha. Thầy ngồi yên em bắn phát nhìn mặt thầy ghét quá. Ra lờ nờ luôn này. Bú luôn. Cảm ơn Hiệu Đức nha. Trời đất ơi. Lờ nờ luôn. Ảo thật. Ủa, ước gì có này ra dù béo lờ nờ nhở. Thì thôi luôn đấy. Trời ơi, mày ước. CM. CB à? Ơ, Tomori đấy. Xin Tomori. Dancy. Ok, Desi, Jesse, ok, Black Mid Jesse, Tomori, ui hôm nay mở được đấy chứ, mở được mà. Mazawi, thầy tặng con Mazawi này cho dân chơi Tây Hồ nhá, một món quà, vãi biểu Mazawi 2 lít, à 2 ca tỷ, what the f***, Bồ Đào Nha LB. Một số anh em comment nhiều lần ở event ITM, mình xin phép ban comment một tuần nhé. Ôi lặng ấy. Gì ban một tuần nặng vậy. Ôi nhưng mà xứng đáng đấy. Mấy anh em chơi xanh chín nhá, mỗi anh em comment một lần thôi. Event chơi lại tổ chức cho anh em chơi cho nó vui mà anh em cơm gạo thế. Chơi gọi là chơi vui thôi mà nhiều anh em hạt bé thế. Bé Củ Lỏ đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Thắc mắc con cạc, tốc độ lên em còn đi ngủ. Ok, tốc độ nhá. ST Osimhen. Của Aini à? Ai xảy Osimhen. Ok. Làm sao mà ra của Aini được. Em lên mấy lần rồi bắt thần lằn luôn rồi á. Thôi được rồi, mấy hôm nữa qua nhà thầy. Được chưa? Tầng 4 ngõ giếng. CB NWB. Tầng 4 ngõ giếng có được không? Thầy làm con thần lằn cho dân chơi Tây Hồ bắt. Mê chưa? Hết dỗi chưa? Cứ loạn cả nên. Nỡm ạ. Tiếp cái event đi à? Ở làm cái event đó nhỉ anh em nhỉ? Ui giời, đừng gói nào ta? Làm THG không anh em? Làm THG hay là ITM tiếp? Rồi anh em ơi, lên event anh em ơi! 11:07 đến 11:10 nhá. Ê, ra ngó qua phát nhở? Ra ngó qua phát nhở? Ngó qua phát vào xem là được. Lấy giờ như nào rồi?
40.000 tỷ có ít đâu. Ê, 40.000 tỷ vào đó nha. 10 vòng mới được 40.000, đã mở hết đâu. Còn nhiều vãi trưởng ấy. Còn gói chính chưa mở ấy này. 11 gói này này, 5 gói này, 6 gói này. Icon The Moment 6 gói HG này. CC còn chưa mở luôn. Này, LN70 còn chưa mở. Bao nhiêu gói ấy. Vẫn còn phải 40-50 gói nữa. Tính là phải 40-50 gói nữa đấy. Tây Ban Nha CM á. Ai nhỉ? Gavi à? Ai à? Ui! Marco Llorente gần 1.000 luôn mà. Bú! Bú luôn! Hôm nay phải 1 giờ sáng mới xong mà hôm nay họp hội cố nhân mà anh em. Hội cố nhân họp mà. Ơ? LB là ai ta? LB à? Regulon à? Min luôn! Lê Ma Dây A đối thể lân với 10.000 đồng. LM là ai ta? Bảo rồi đọc cái vị min 250k cả BP trắng. Uầy, min 250k ok được đấy nhở. Có khi được thật đấy. Không đùa đâu. Các lãnh đạo về thăm trường làng còn dã man nhở. Nhìn cái cờ Argen thấy không vui quá. Tôi thì xin con Romero. Nhưng mà lại ra Licha. Khó con mình đi thầy à? Hết giờ rồi à? Ok. Tắt bình luận nha anh em ơi. Và anh em ơi, người may mắn sẽ nhận về cho mình một chiếc thẻ Gaena 2 lít tới từ anh tớ nha. Tôi đếm trong đêm tối ấy, là sẽ là khoảng trắng đây. Công thức của quân đi. Làm cái công thức của quân đi. Đại bàng à. Cờ Tây Ban Nha ST. Tây Ban Nha CB. Uầy, Tây Ban Nha CB thì Puyon rồi. Ôi không được Puyon luôn. Hero hai gói ITM ra 220 kìa. Giận nè. Brazil cam á. Brazil cam thì ra Socrates. Lỏ, hơi lỏ rồi. Mở toàn min dậy, mở phát nhiều gói thầy á. Em lạp vào tự mở nhiều gói em ơi. Lạp vào tự mở nhiều gói giúp thầy nhá. Trường làng không mở nhiều gói được em ơi. Xóa trường toàn gói mốc, mất mở nhiều gói chết dở luôn đấy chứ. Puyon khó lắm á. Đâu, chiều nay vừa mở ra Puyon mà. Anh Phan Lâm này, mở ra anh Phan Lâm này. Bruh. Sao toàn ra gói lờ lờ ấy nhở? Sao toàn ra gói lờ lờ ra? Ui, anh Marin Nguyễn. Tôi vẫn nhớ cả anh Marin Nguyễn cơ. Anh Marin Nguyễn cũng lâu lắm chưa đi qua chơi. Toàn lờ lờ luôn, cờ Nga luôn. Con chém chép. Con chém chép. Lại anh Marin Nguyễn luôn. Lại anh Marin Hoài. Cắn trộm phát nhở. Nãy giờ mở hơi lỏ. Cắn trộm một phát đi. Cắn trộm đúng một phát rồi. Cắn trộm đúng một phát rồi. Xin lửa đấy. Eto. Eto. Bóng minh nhiệt ơi.